Chào các bạn, thì hôm nay mình đi lãnh tiền YouTube nha các bạn. Thì sau một thời gian làm vất vả mà cũng không được nhiều like nhiều view hết trơn á, thì mình cũng được đi lãnh tiền YouTube. Đây là cái khoản tiền đầu tiên mà mình lãnh nha các bạn. Bây giờ mình đang chạy đi nha các bạn. Đây là cảnh đường quê nhà mình nha. Chào các bạn, thì hôm nay mình đang đi lãnh tiền YouTube. Thì quá vui các bạn ơi, trong thời buổi Covid này mà nhận được một chút xíu tiền của YouTube cũng rất là vui ha. Công cực khổ. Rồi hôm nay là ngày cuối tháng 6 các bạn, cuối tháng 6 năm 2021. Đây là lần đầu tiên. Mình là lãnh tiền YouTube luôn nha các bạn. Thôi các bạn đi theo mình nha. Khai rồi, mới khai mà. Mới khai ngoài cổng. Ngọc này trốn học gì? Ôi trốn đi làm gì vậy? Hết sức buồn.